Chào tất cả anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm chia sẻ cho các bạn video về làm nhạc trên YouTube thì cũng như phát triển trên YouTube hiện nay. Như lần trước mình đã chia sẻ một video gần đây nhất nói về cái hành trình sau một năm làm trên YouTube về nhạc các bạn nhé. Bạn xem đây, cách đây 12 ngày ha. Thì lúc đó cũng chưa có gì thay đổi nhiều, nhưng hôm nay có một sự thay đổi bất ngờ trong tuần rồi, nên hôm nay mình sẽ ngẫu hứng làm một video để chia sẻ cho các bạn nắm, cũng như để các bạn có một cái kinh nghiệm làm content cái thị trường ngắt để phát triển một số cái dịch vụ về bán hàng online, những dịch vụ về bán nhạc hoặc là dịch vụ về YouTuber cái như vậy. Vì ví dụ như những cái nhạc của mình thì mình bắt đầu mình chèn vô những cái dịch vụ mình đang làm, ví dụ như mình học làm nhạc thì cái học làm nhạc này các bạn, và mình trên này mình sẽ để link affiliate của tất cả những trường học trên Unica đó, thì mình để đây thì mình sẽ có học. Nếu như bất cứ người nào đó thấy nhạc mình hay và muốn bắt chước học giống mình thì có thể bắt đầu từ những khóa học mà mình đã học đây, mình liệt kê cái lộ trình những cái khóa học mà mình thích tự mình học trước giờ đó, ví dụ vậy. Còn nhiều kỹ năng khoa học nước ngoài nữa nhưng mình không để đây, tại vì mình không biết các bạn có học được tiếng Anh hay không, nên mình không để. Rồi sau đó thì có thêm những dịch vụ gì hoặc đầu tư hoặc là affiliate trong lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực khách sạn crypto này, crypto rồi khách sạn về forex, cũng như các dịch vụ về affiliate về âm nhạc các bạn, rất nhiều ha. Đây là những cái mảng mà những ai mà học về content, về phát triển thị trường ngắt, về bán hàng trên YouTube, bán hàng trên Facebook hoặc là livestream sau này thì đều có làm ra những cái công cụ thế này để mình phát triển truyền thông tới khách hàng, cũng như tạo cho khách hàng một cái nơi để khách hàng có thể dễ dàng liên kết với những cái khả năng của mình, những cái tài liệu của mình, những cái gì mà mình chia sẻ giúp được khách hàng tìm đến nhanh nhất có thể ha. Và những cái kênh mạng xã hội trên này các bạn thấy thực ra thì đây sắp tới mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao. Còn quan trọng hôm nay thì mình nói về vấn đề là cái subscribe mình tăng lên được 10 máy subscribe các bạn ha, 10 máy subscribe chỉ từ một video duy nhất. Thì trước giờ mình làm nhạc rất nhiều quá, mình làm rất nhiều về nhạc khác nhưng dòng nhạc khác nhau, nhưng phần lớn là làm nguyên cả bài, nhưng phần lớn là những cái view mình không cao bằng như là trước mình nói là cái view nào là mình đều sử dụng tay tool để mình mua. Nhưng mà hôm nay đặc biệt mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mà mình không dùng tool để mua và có review thật sự các bạn ha. Đây là bài nhạc đầu tiên trong bài nhạc, cái đoạn nhạc mà mình sẽ làm cái dự án chị nhạc DJ, nên mình làm cho những anh em DJ để đánh nhạc trên cái máy DJ các bạn, máy DJ trong những quán bar, vũ trường hoặc là những cái bữa tiệc, những cái bữa mà quẩy sôi động ngoài những cái lễ hội mà anh em tổ chức cho công ty hoặc là những cái bữa tiệc anh em riêng cái gì vậy đó. Cái gì vậy thì mình dùng mình sáng tác những cái nhạc này, có nghĩa là mình sẽ rút ngắn lại, không sáng tác nhạc dài nữa mà mình sáng tác những điệp khúc của bài nhạc thôi, mình sẽ làm những điệp khúc bài nhạc thôi. Thì mình cũng mới học ngoài những cái đoạn drop, làm drop là bài ý tưởng cũng là bài thôi, có ý tưởng tại đây mấy tuần đó nhưng mà mình chưa có làm. Thì vừa rồi mình chỉ làm thử một bài đầu tiên nhưng cuối cùng bài này được lên đích luôn, và lên luôn trắng để xuất video trước luôn, có nghĩa trong vòng 3 ngày mà mình có review cái video này với cái cùng lúc trong 1 giờ mà view được 45 người, có lúc lên tới gần 60 người các bạn, gần 60 người luôn. Thì có nghĩa là bằng với một bài nhạc và ngày xưa mình đã làm một cái trang web nhạc mà mình lấy nhạc của Alan Walker để mình đăng lên bài Faded, bài Alone đó, mấy bài đó mình đăng lên thì cũng bài nhạc cũng tầm mình đăng 3 bài nhạc tầm từ 6 phút 12 phút gì đó, 12 phút mà mình cắn đề xuất liên tục 10 ngày lên tới 14.000 view, 14.000 view các bạn, và được tăng lên 20 máy subscribe đó là nhạc của đại ca, nhạc của sư phụ của xịn không nói gì. Hôm nay mình rất may mắn là mình có bài nhạc của mình chính do mình làm ra được, và mình học qua một khóa học của anh Đạt Hiển ha. Đó, bài này thì các bạn có thể nghe lại sao ha, tạo về có âm thanh đi cho đỡ ồn ha. Rồi thì cái bài nhạc này thì mình cũng có để trên này, mình học từ cái khóa học của anh Đàm Hiển ha, khóa học về làm nhạc sau lắc đây vào cái người ha. Mình đã mua khóa học này lâu lắm rồi nhưng mà trước mình làm không có giống, không có ra màu, tại vì khả năng cảm âm của mình yếu đó, nó không ra màu, nên là mình làm theo cái kinh nghiệm của mình, theo cái sở thích của mình thôi. Tóm lại mình sử dụng rất nhiều công nghệ về điện tử, công nghệ về AI các bạn, AI rồi nhiều cái kỹ năng mà mình học được từ nhiều nguồn nhạc khác nhau để mình làm qua, chứ thực ra nó không có giống cái dòng nhạc house ha, cũng không giống house, house hay là deep house gì hết, mà mình nhập điện tử hoặc EDM thôi. Không nghĩa là mình chỉ có ăn làm việc nhạc mà để cho người ta quẩy, giúp cho người ta có thể muốn nhảy thôi, sôi động thôi đó. Chứ còn nếu mà mình không có năng khiếu làm nhạc, cảm ơn mình yếu mà để làm nhạc ra một cái dòng nhạc nào đó thì khó, mình không đi được. Nên mình làm nhạc rất là để tạo cái content để có mà để tìm những người nghe phù hợp, để mà có thể những người nghe đó cũng là họ sẽ đồng hành với mình trong những cái dự án khác, những dự án về bán hàng online, về khoản đầu tư, về làm nhạc. Cũng như đây là một cái content mà vừa để kiếm tiền từ quảng cáo trên YouTube, kiếm tiền từ phát hành nhạc, kiếm tiền từ affiliate, kiếm tiền từ tất cả các dịch vụ sản phẩm affiliate, từ nhạc, sản phẩm khác của mình ha. Ví dụ như người nghe nhạc người ta thích cái này và người ta click vào những cái link thế này thì họ là những khách hàng tiềm năng của mình các bạn ha. Đó thì được gần 2.000 view các bạn, chỉ trong vòng 3 ngày, còn 4 ngày đó, gần 4 ngày đó các bạn ha. Đó thì với cái thế này là còn tuyệt vời rồi. Như thế này qua như quá tuyệt vời các bạn á, mình rất may mắn là khi đọc được cái này và cũng có cái like, mà nếu mà có thêm cái bình luận nữa thì càng tuyệt vời ha. Rất ít người bình luận nên cũng chưa được hiệu quả, nếu có thêm bình luận nữa là càng tuyệt vời nữa. Thì cái độ sale thì không cao lắm, tại mình không tập trung vào sale nữa. Thì những cái SEO mà những cái mà này YouTube nó đã loại ra những cái chức năng đó rồi, nó nên là mình không tập trung về SEO nữa mà tập trung về làm những nhạc truyền thông thôi. Thì với những bài nhạc thế này các bạn làm mà để kiếm được tiền quảng cáo, như các bạn biết một bài nhạc mà làm hiển thị dưới cái fan dưới cái loại là dạng video á, dạng video thế này, thì để mình kiếm được tiền quảng cáo thì cần từ 3.000 vừa xem và 500 subscribe và cái gì khát khao lắm. Như là trước video trước mình nói rồi là mình bị cancel, bị từ chối từ cái kênh cũ rồi, mình bị từ chối rồi. Thì bài nhạc này nó có thể giúp cho mình kéo traffic, kéo rất nhiều bài nhạc khác, giúp cho những bài nhạc này lên. Để làm gì? Những bài nhạc này, những video này thì mình tận dụng những cái sự hot. Tại vì rất nhiều bài nhạc DJ, rất nhiều cô DJ rất đẹp gái và ăn mặc rất bóng bẩy, nó cùng bài nhạc hấp dẫn, thì bài nhạc DJ nó mới thành hấp dẫn được. Vì thế là trước giờ mình làm những cái cảnh những cái nhạc bình thường thế này, những cái nhạc thế này thì nhạc sóng nhạc thế này lại không lên các bạn. Những cái view này là view ảo, không có thật các bạn, không có thật. Như này chỉ có được cao nhất có 300 thôi. Trước giờ mình cao nhất chỉ cần 300 trở lại thì chưa có cao thực tế nha ha. Riêng bài nhạc này vượt qua cái khả năng trước giờ, có nghĩa là sự mong ước của mình ha. Sự mong ước của mình, giấc mơ của mình từ 8 tháng gì trước mình khi làm nhạc là mình đã mơ cái thế này, hôm nay đã đạt được. Nhưng mà khi một bài nhạc mà nó lên các bạn, nó đề xuất lên liên tục thì những bài khác lên theo các bạn này tham, những bài nhạc khác lên theo luôn. Những bài nhạc cũ mình cũng thay đổi lại, mình làm lại cái những hình ảnh sống động, hình ảnh về hấp dẫn hơn. Tóm lại là những cái hình này, cái nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ thì sẽ được lên này, dễ lên ha, người ta click. Quan trọng nhất là cái nhạc này nó đề xuất nhưng mà có người click vào thì mình mới thành công. Mà có hình đại diện này không hấp dẫn thì họ sẽ không click. Thì vì thế mình sẽ thay đổi liên tục, đại diện không hấp dẫn thì mình sẽ thay đổi. Như hình này mình có thay đổi này, tại vì khi hình này mình thay đổi nữa, 2 ngày trước không có view, có được 2-3 chục view thôi, khi sau khi thay đổi 1 ngày không nó lên tới cả mấy chục view các bạn. Và cái hình này thì 1 ngày rồi có mấy chục view thôi thì mình mới thay đổi hình mới này. Và một bài nhạc mình mới phát hành nữa thì bài nhạc này hầu như là mình sử dụng AI hết. Bài nhạc này thì mình sử dụng 50% AI và 50% là mình học để mình code, mình học từ khóa học của Đàm Hiển mình code ha. Nhạc này thì mình sử dụng thuần về AI viết melody. AI này là AI mới ha, công nghệ hiện đại hơn, nó giảm giá nên mình mua mình sử dụng thì thấy AI này tuyệt vời hơn. Thì sau này những bạn muốn làm nhạc về AI thì mình sẽ có những cái video chia sẻ sau. Khi mình nhạc mình có lên cái triệu view là 100.000 view gì đó, mình cảm thấy mình thành công, mình kiếm được tiền tự nhiên từ nó thì mình tiếp tục chia sẻ. Thì các bạn kiếm tiền từ âm nhạc ha, nó cũng là cái sản phẩm và mình sẽ đầu tư lâu dài. Tại vì mình đầu tư nó tới 150 triệu rồi để mình bắt cúp dụng đường video của mình các bạn. Và ngoài ra thì mình có một cái loại dòng nhạc khác cũng được đánh giá khá hay. Thì nhạc này không phải của mình mà nhạc này mình sử dụng thuê bên này, và mình sử dụng ý tưởng là mình sẽ sử dụng những cái hình ảnh du lịch, hình ảnh du lịch các bạn cũng lên khá ngon các bạn, như nhà nào lên ngon trước giờ không đạt được các bạn ha, hết có đạt được thì mình dùng nhạc của người ta, nhưng mà dùng mình ý tưởng của mình là dùng để giúp cho những người mà có thể du lịch online ở một quốc gia nào đó tại nhà, vừa nghe nhạc thưởng thức, nghe nhạc giải trí, vừa xem tất cả cảnh đẹp ở một quốc gia đó. Đó là ý tưởng mình đưa ra ha. Tại mình thích, mình cũng tình cờ thấy một cái clip để người ta chia sẻ về cái nhạc của họ, cái nhạc của người khác thôi, nhưng mà clip rất hình ảnh rất đẹp, mình có thể mình không tìm phải đâu, có thể là họ tự quay sau đó rất đẹp nên mình lấy ý tưởng, nhưng mà mình không có ảnh, mình chưa có đi nhiều của thực tế, vì thế mình dùng trên cái kênh những cái kênh của Thanh Va này kia họ chia sẻ video đó, mình lấy là mình làm chè nhạc vô để mình câu view để mình làm marketing đó các bạn, giống như hình thức để làm kéo traffic về cái kênh của mình để mình phát triển những bài nhạc khác của mình thì nó cũng sẽ hiệu quả các bạn ha. Này là hiệu quả này, nhưng trong bây giờ khi nó không có hot bằng các bài nhạc kia, bài nhạc ở bên này, bài nhạc mấy bài nhạc những thế này, vì có ảnh hot hơn thì cái tỷ lệ click sẽ nhiều hơn, nhưng mà vẫn có đối tượng người xem các bạn ha, và mình nhắm những đối tượng đàng hoàng và những đối tượng máu me đó, có lại hai đối tượng khác nhau các bạn, nói chuyện về sở thích về thiên nhiên, đối tượng sở thích về sắc đẹp ha. Đó, ví dụ hai đối tượng khác nhau thì mình nhắm hai đối tượng để mình đưa vào, thì những cái đối tượng những cái này rất khó mà để kiếm tiền các bạn ha, nó kiếm tiền qua affiliate thôi, hoặc là giúp cho mình nhạc, giúp cho bài nhạc mình được nổi tiếng lên và đưa vào đó thì mình sẽ cái kênh subscribe mình đông người thì mình sẽ kiếm tiền trên này. Đây mới là quan trọng các bạn ha. Thì trước mình chưa có nói tại sao mình chọn phát hình nhạc, tại vì mình biết là khi YouTube nó tính toán thay đổi liên tục, mà để được cái gì kiếm tiền nó nghĩ kiếm tiền liên tục là cái kênh YouTube mình nó không có bền, vì thế mình phải học sáng tác bài nhạc của mình. Và khi mình là nhạc sĩ rồi các bạn, nó có cái nhạc sĩ thế này đó, thì tất cả những bài nhạc mình phát hành ra các bạn ha, những bài nhạc mình phát hành ra trên này thì mặc định nó đã có là quảng cáo rồi các bạn ha, và mình đã có thương hiệu thì được luôn rồi các bạn đó. Tuy nó không nhiều tại nhạc mình chưa có lượng view nhiều đó. Mình nói gì phát hành cái tay mình rồi các bạn đó. Bài này mình biết Mary biết bằng AI ha, nè phải AI này và do sự tham gia của mình đó. Cái này thì các bạn thích các bạn sẽ nghe lại sao, nhưng mà điều quan trọng nhất là video dài thì nó sẽ tràn 2-3 lần quảng cáo, từ ngoài đầu quảng cáo một cái, cuối quảng cáo một cái, và nữa sẽ có một cái nếu video dài. Video ngắn thì có đầu có cuối, ví dụ vậy. Thì khi đến video lượng view này cao lên và người qua độ quan tâm này cao lên thì các bạn sẽ kiếm được tiền, mặc định các bạn kiếm được tiền rồi không cần phát YouTube như gì kia đâu, thì tất cả những cái tiền này sẽ bên đại diện Bitchute và bên nhà phát hành nhạc mình họ sẽ chia sẻ, họ sẽ được nhiệm vụ thu tiền lại của mình á. Tại vì những bài nhạc trước đây của mình là mình phát hành cả hàng trăm bài rồi nhưng mà chưa có lên, thật sự chưa có được đề xuất như cái video, như cái bài nhạc nãy mình nói thì mình chưa kiếm được tiền đó, thì này cái tiền để kiếm không có nhiều, cũng chỉ đủ cà phê rồi các bạn. Mình rút thử một thử rồi, mình rút thử 7 đô rồi, nhưng mà phí rút 7 đô, nhưng phí về tài khoản mất 6 đô, mình chỉ còn có 1 đô duy nhất thôi, nên mình thử thử nghiệm thôi cho qua về không, sau đó mình ở số tiền lớn mình rút các bạn nha. Thì những cái thế này các bạn xem, mình có những kênh artist khác nhau, những nghệ sĩ khác nhau ha, thì kênh này doanh thu thế nào, kênh này doanh thu thế này, kênh này làm sao, và những kênh này mình thử nghiệm và không thành công các bạn ha. Có hợp tác thêm một chia sẻ thêm bài nhạc cho một thầy nhạc sĩ của mình ha, mình học thành bài không cái gì đâu. Thì quan trọng nhất là mình tìm ra được một cái dòng nhạc nào đó mà được review cao, cái gì đây mà nói như nhạc điện tử không các bạn, nhạc studio các bạn, nhạc điện tử game thu tiền từ nhạc thế. Nhưng mà sau khi mình phát hiện ra cái vụ nhạc DJ thì mình làm DJ xem có hiệu quả hơn không ấy. Điều quan trọng nhất là mình sẽ có cái ăn đề xuất của YouTube được. Những cái nhạc này mà không có được đề xuất của YouTube thì cũng không ai đi các bạn. Tại vì khi mình phát hành một bài nhạc thì những cái khách hàng của mình follow trên này họ sẽ không nhận được cái thông báo, mà chỉ cái video dưới này video là video mình tự làm thì họ mới nhận thông báo. Những cái phát hành thế này họ sẽ hiển thị bên phải hoặc là ở phía trong home, bên phải tay phải thì home cho những khách hàng subscribe mình thôi, họ hiển thị hoặc là họ đề xuất lên những tất cả mọi kênh họ, hoặc là họ khi nêm bài nhạc thế này của người ta nào đó họ sẽ đề xuất, họ xem cho mà đề xuất cho những người nghe tiếp theo và tiếp theo là của mình điểm trúng được đề xuất người Chile, và đôi khi nhiều người ta click và người ta không thích, người ta đóng liền cái hệ tỷ lệ cái được quan tâm chứng khoán nó nói là khách hàng họ quan tâm thì loại nhập này, lúc sau mình bắt đề xuất rồi mình bắt luôn. Hiện tại là 3 ngày đề xuất nhà là ngon rồi này, nếu đề xuất 10 ngày thì mình sẽ lên tới mấy ngàn view, đóng dẹp như lần trước của Alan Walker mình đã thành công đấy. Nhưng mà sau 10 ngày thì mình bị mất đề xuất thì coi như kênh mình tiệt luôn các bạn. Nên đây chỉ là niềm vui hơi quá sớm, nhưng mà mình chia sẻ thêm cái kinh nghiệm cho mình của mình mà có được trong quá trình làm nhạc để mà phát hành trên YouTube cũng như phát hành trên Spotify. Và Spotify thì mỗi tháng cũng chỉ mấy người nghe thì bạn chưa có nhiều cái gì phát hành trên này thì phát hành trên cái Spotify thế này, và iTunes cũng thắng có mấy người nghe các bạn chưa thành công. Nhưng một ngày nào đó nếu khi mà bạn làm nhạc hay rồi, bạn có kinh nghiệm nhiều rồi thì bạn sẽ có tăng lên từ từ các bạn ha. Thì tại vì tất cả cái này thì mình muốn có nhiều người ta mua view được các bạn ha, cả trên YouTube được mua view được và kênh ổng mua view được thế các bạn ha. Nhưng mà mình muốn cái này mình view thật để mình xem qua cái năng lực mình đã tới đâu. Cái còn mua view thì cũng có đó rồi, nhưng mà rốt cuộc mình sẽ không có, sẽ không kiếm được tiền được các bạn ha. Mình mở gì phát hành thì cái bài nhạc mới thì vài ngày sau, 1-2 ngày sau nó sẽ có lên trên Spotify, xem qua nó lên top không, thả tất cả những bài nhạc này không ha. Thì tất cả những bài nhạc này thì mình vẫn chưa được lên tới chưa được lên trên 1000 nghe được nghe các bạn ha, chỉ dưới 1000 hết, chỉ có vài trăm được nghe thôi. Đó nên là cũng chưa có hiệu quả. Nó cũng là một hành trình lâu dài. Bất cứ sản phẩm nào chúng ta lên kế hoạch, lên plan thì chúng ta phải lên plan phải dài hạn các bạn ha, 5 năm, 10 năm. Nhưng mà thường xuyên là mình 3 năm là mình đã thành công rồi, thì hy vọng nhạc này mình cũng qua năm, thì qua mắt 1 năm nữa đó bạn, xem như 1 năm là qua Tết là mình phải đầu năm thứ 2. Thì hy vọng là năm thứ 2 này mình sẽ có cái thời nó hợp, mình tìm những dòng nhạc hợp với mình, cũng như cái thị hiếu nhạc của mình nó hợp với thị hiếu nào đó, một cái số lượng nhỏ nào đó họ hợp thì họ sẽ ủng hộ mình và mình sẽ đi lên theo. Khi mà các bạn một bài nhạc mà các bạn lên triệu view rồi ấy, thì cái kênh của bạn sẽ hoàn toàn khác, công nghệ tất cả những bài nhạc sau này mình sẽ được YouTube đề xuất liên tục, và những khách hàng cũ mình sẽ quay lại nghe, và những khách hàng đó người ta giới thiệu cho những khách hàng khác thì các bạn sẽ kiếm tiền về công việc âm nhạc nhanh hơn. Nhưng quan trọng nhất để kiếm được âm nhạc thì lâu, nhưng quan trọng nhất bạn phải kiếm được affiliate. Âm nhạc bạn có thể sử dụng những bản nhạc này, những cách làm nhạc này, hoặc là những cái video clip nào của cá nhân của bạn, những cái kỹ năng của bạn để bằng làm clip và đăng ra xây dựng profile trong YouTube cho ok. Thì khi cái YouTube bằng ok, nhiều khách hàng họ thích kiểu của bạn follow, thì tất cả những sản phẩm của bạn đăng lên này người ta sẽ ủng hộ, người ta sẽ xem xét và sẽ xem. Ví dụ như 2016 thì mình xây dựng kênh YouTube thế này đó, xây dựng kênh này thì kênh YouTube này nó đã giúp cho mình rất nhiều ha. Cái thời đó ha, nó có thể nói là cái thời đầu tiên xây dựng về kênh YouTube về tài chính của bạn, thời đó là cũng như là nằm trong top chia sẻ phương pháp giao dịch tài chính trên kênh YouTube. Sau 3 năm mình học thì mình đã chưa phải lúc đó mình chia sẻ chưa phải mình có lợi của bạn, mình chỉ trừ thua lỗ chỉ sang người vốn và kiếm được đầu 1 tháng bao nhiêu 1-2% thôi, chưa gọi là hù lại vì tất cả những gì nó mất được vào. Nhưng mà nổi dậy thì mình có những cái kênh thế này, mình có được cái khách hàng rất đông các bạn, 18.000 subscribe. Hồi đó mình lên tới 19.000 rồi, bây giờ mình tụt xuống rồi, mình không làm gì nữa, mình không làm gì lĩnh vực tài chính, mình đổi sang lĩnh vực khác, nhiều lĩnh vực khác nên là subscribe mình mất đi và cái đề xuất mình không còn nữa. Ngày xưa những cái view của bạn này, những cái view của mình là các bạn xem cái view tài chính của mình là đăng là bài nào là view kinh khủng đó bạn. Các bạn xem này không, view kinh khủng lắm, đến giờ này vẫn chưa có cái bài nhạc nào mà có thể vượt qua những cái bài cũ của mình, còn xem không đó. Thì cũng mất đi cái khả năng đi đầu của mình. Ngày xưa mình là đi đầu trong cái mảng này, nhưng mình không còn đi đầu nữa nên mình mất cái vị thế, nên vì thế cái kênh này nó không, cái mảng mới kinh doanh mới của mình nó không thành công, nên tất cả sản phẩm kinh doanh mới của mình nó chưa được ủng hộ. Mặc dù mình đổi sang nhạc thì vẫn chưa được một nhiều lắm, nhưng mà mình nói để các bạn biết là khi mà bạn đã làm những cái kênh giới thiệu một cái chủ đề nào đó quan trọng mà khi đã được đề xuất, đã được lên rồi thì những cái content thế này sẽ giúp cho cái ngành affiliate mình kiếm tiền thụ động của bạn rất tốt các bạn ha. Bạn có kiến thức, bạn chia sẻ, mặc dù bạn có thể chưa phải là chuyên gia của sản phẩm đó, nhưng mà có kiến thức mà chia sẻ thì bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho những người đang tìm hiểu cái sản phẩm đó, thay vì họ phải tìm tòi từ khắp nơi để họ học một cái sản phẩm nào đó. Nhưng nếu bạn có kinh nghiệm, bạn hiểu sâu về sản phẩm đó và bạn nghĩ bạn ship được cho người khác thì bạn phải chia sẻ thật lòng ra đây thì lúc đó người ta sẽ đón nhận đây. Những cái chia sẻ những mất mát, những bao nhiêu năm mất mát của mình là mình đều chia sẻ qua đây hết, và mình học được cái gì mình chia sẻ qua đây hết, và cuối cùng mình đã thành công. Đó là lý do từ 2016 tới hiện tại thì nó cùng số tiền kiếm nhiệt khá lớn các bạn em. Nó tiền hàng khá lớn, có thể đủ cho một gia đình sống ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là sống ổn định tại Châu như thế này các bạn nhé. Còn cái dự án tuy không giàu nhưng đủ cho bạn sống thôi. Còn giàu thì bắt buộc phải bằng cái dùng năng lực, khả năng trading của bạn, khả năng kiếm tiền từ cái khả năng của bạn cũng như kiến thức của bạn phải kiếm được tiền. Còn kiếm tiền thụ động là bổ sung thêm tiền chợ, tiền học hành con cái, tiền du lịch thôi. Còn để mà bạn làm giàu cũng như để mình có thể đi qua bên này định tương này thì bắt buộc mình có những năng lực pháp, mình có kiếm tiền từ nhiều nguồn pháp, cũng như bạn phải build cái hệ thống kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Mình phải có 2-3 chốt kiếm tiền thụ động thì mà mình mới có dư một cái số tiền để các bạn vào định cư phi dọc. Nhưng của mình một cái số tiền định cư là đến từ đầu tư, bất động sản, đầu tư crypto các bạn ha. Rồi chỉ còn phần tính đầu tư forex mà các bạn chỉ bù được khoản nào đó thôi, chứ còn phần cho tiền chợ, tiền cà phê rồi du lịch rồi thôi, chứ bạn không thể kiếm được cái số tiền lớn. Để số tiền lớn là mình phải càng on in có nghĩa mình vào cái gì còn đó, mình on in vào những cái sản phẩm nào đó và mình được lợi tới mấy trăm %. Ví dụ mình ném vào 1 tỷ vào crypto mình kiếm được 3 tỷ cái gì đó thì bạn mới cái thành công được, mình kiếm được số tiền lớn được. Còn không là bạn sẽ kiếm tiền nhỏ tích lũy. Nhưng đổi lại là khi bạn muốn cái tiền mà tích lũy đó, nhưng mà những cái tiền bạn suy xét lại dư ra không cho bạn những khoản tiền khác bạn kiếm đủ sống thì khoản tiền affiliate chính là khoản tiền dư nữa, là một khối tiền dư bằng năm cũng thành số tiền khá lớn các bạn nhé. Và từ đó bạn có thể thực hiện những kế hoạch khác như là du lịch, tự do thời gian, tài chính để định cư đến Việt Minh. Đó lý do tại sao mà mình đang có kế hoạch chia sẻ lại những cái kinh nghiệm hành trình của mình sau mấy năm, gần 20 năm hành nghề học còn Mac vẫn đi online hay nói chung là nghề online marketing các bạn. Online marketing thôi, thời Á Cộng là chuyện của 2000 mấy rồi. Bây giờ là mình sẽ sử dụng công nghệ mới là AI. Mình phải học tới sử dụng marketing truyền thông bằng AI, cũng như sử dụng AI trong hình ảnh, sử dụng AI trong âm nhạc, sử dụng AI trong nhiều cái sản phẩm khác để giữ ý content. Ví dụ đây mình sẽ sử dụng AI, hỗ trợ của AI để viết content cũng như để tìm ra những cái ngách đó, những cái ý tưởng của bạn xem. Ngoài những kiến thức mình biết rồi, mình phải sử dụng AI. Tại AI sẽ lắm cái nó tổng hợp rất nhiều pháp và cũng sử dụng AI trong viết mà trong rất nhiều thứ bạn ha. Thì sau này mình sẽ chia sẻ thêm những cái video, những cái gọi mới trong qua Teta. Cái qua Teta mình sẽ chia sẻ thêm rất nhiều thông tin ở trên cái group thế này để mình mình sẽ tạo ra những cái những thành viên, những khách hàng và những người sẽ đồng hành mình trong thời gian tới để phát triển cái ngành affiliate cho cái sàn crypto nó. Sàn forex thì bây giờ nó xưa rồi, nó không còn mà đi đầu nữa. Thì sàn crypto trước giờ mình chưa làm crypto thì bây giờ mình sẽ làm crypto, mình sẽ đẩy mạnh crypto các bạn nhé. Affiliate thì sàn nếu tiền chữ chữ y nghe từ trên đó thì là thì còn ví dụ đây thì cái lúc nào thì rất nhiều anh em vô được bạn. Mình có làm cái khảo sát thế này các bạn đó, cái khảo sát thế này thì những khảo sát thế này thì để làm gì? Mình thấy số lượng đông anh em đều muốn trứng tiền từ crypto. Thì ngành crypto hay là ngành forex là những ngành chưa cho phép tại Việt Nam. Mình phải làm cho đúng, chứ không đúng thì chúng ta sẽ vi phạm các pháp luật. Thì làm không đúng để sau này việc xuất ngoại của bạn sẽ bị trở ngại. Nói cái gì vậy? Thì các bạn mình sẽ chia sẻ hết những gì mình biết trong thời gian tới. Thực ra mình vừa chia sẻ, mình đang lột ra cái phễu những các bạn chia sẻ, nhận vào những thông tin chia sẻ thì cũng sẽ có được, mình sẽ có lời rất nhiều các bạn ấy. Tại vì các bạn biết những câu nói của Jitla, tôi nghe là mình sẽ có được mọi thứ trong cuộc sống này nếu như mình giúp cho người khác đạt được cái gì họ muốn. Có nghĩa là mình sẽ giúp cho người ta học những gì muốn, rồi từ từ mình sẽ có tất cả những gì mình muốn. Và đó là cái cách mình đánh từ trước trường ha. Mười mấy năm nay mình đi thực nhiều đó, mình chia sẻ trước, rồi từ từ những anh em, bạn bè, những người khác mà nhận được kiến thức từ mình, họ sẽ chia sẻ lại cho mình, hoặc là họ sẽ có những cái thứ mà sẽ giúp cho mình đi xa hơn. Đó, ví dụ như cái hệ thống thế này, hệ thống bán hàng thế này, để họ để anh em ở đây mà tham gia vào mình, đúng không? Mình chia sẻ, mình bỏ thời gian để chia sẻ, viết rất nhiều content hướng dẫn các anh em làm theo. Nhưng anh em có ủng hộ mình thì anh em sẽ mở qua link của mình. Các bạn biết khi mở qua link của mình thì với cái sàn mà mình đang tham gia, cái sàn Crypto này, cái sàn của Get thế này, họ sẽ có cái chế độ là cấp dưới, có nghĩa là khi những người mình huấn luyện và tạo họ tham gia affiliate của mình, sau đó chính họ cũng trở thành affiliate, tại vì đang hướng dẫn cho họ cách làm affiliate, thì khi họ kiếm những khách hàng cấp dưới thì là mình được hưởng hoa hồng. Họ cái gì vậy? Thì họ kiếm khách hàng cấp dưới và họ hưởng được 40 đến 60% từ cấp dưới, sau đó mình hưởng được 5% từ cái người mà đi kiếm khách hàng như thế, có nghĩa là doanh thu họ từ cấp dưới của họ mang về cho họ thì mình được 5% trên cái doanh thu của họ. Đó, các bạn xem, tất cả đều chúng ta là đều win-win với nhau hết. Chỉ cần các bạn có bất cứ một kiến thức nào trong lĩnh vực nào đó, các bạn đã viết content, chia sẻ, viết lách, viết gì đó, làm video hay làm livestream gì đó, chia sẻ giúp cho người khác thành công được từ những kiến thức bạn chia sẻ, thì tất nhiên bạn sẽ thành công thêm. Đó là cái chủ đề mà mình sẽ nhắn gửi trong clip này, và chia sẻ những cái bí kíp mà mình có được, thì sau này hy vọng rằng các bạn sẽ có một hướng đi tốt trong thời gian tới, và sẽ cùng đồng hành với mình trong thời gian tới. Khi có những cái gì thay đổi mới, mình sẽ tiếp tục làm những video khác chia sẻ nhiều hơn cho các bạn trong thời gian tới. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn video lần sau.